ra câu cá hay không? Đổ vô đây. Em mà đổ. Rồi con cá đi. Rồi hai đứa ngồi câu đi. Rồi mỗi đứa câu là câu cái này nó khó gì đâu. Câu đi. Yeah. Rồi. Con được một câu một cô. Đây. Em mình câu với con. Không, không. Không chơi vậy. Vậy em gian lắm, vậy em gian lắm. Mở tay ra câu. Ừ, đúng rồi. Chơi em gian. Đúng rồi. Rồi, ở lên. Rồi. Cái chơi cầm bằng cây là khó. Thì đã câu được mà nó rớt xuống rồi. Thôi câu con khác. Câu cá bự đi. Con bự khó câu nè. Con câu. Đó rồi, thấy chưa? Anh Tú câu được rồi đó. Sao bị nhớ? Rồi, thế con câu đi. Đó, khó câu lắm á. Cái đó nặng lắm, thôi cái câu cá nhỏ đi. Cá này nướng chảy không ạ? Thôi đừng bỏ tay vậy trên gian. Rồi câu đi, rồi đó. Vì con phải câu vậy nó mới được. Ồ, chơi. Đúng rồi. Đó. Cầm. Bỏ ra kia, bỏ ra kia. Ơi. Rồi tới Tú câu. Tới coi. Rồi cái được anh Tú. Hay nghe bưởi. Cái gì vậy trời? Gì đó mà sao ăn gì vậy? Yeah. Ồ, không đớt luôn. Coi lúc giờ sẽ bắt con cá bự đi. Ý, cá bự nằm đó nè. Đi sơn. Ghê, đó. Rồi. Rồi, với con câu đi. Năm con mèo. Bỏ vô. Đưa cho anh Tú, coi. Dạ, anh câu đây. Câu có gì? Rồi. Rồi cá bự. Ừ, đâu xem nữa. Cái này cái thằng bự thôi. Câu cá bự đi. Ôi. Ôi khua. Cái đỡ vậy là câu chứ. Chứ không thấy thì sao câu. Đó, thấy chưa? Thấy anh Tú câu cá bự chưa? Rồi. Hai câu cá bự cho anh Tú coi. Chờ nhỏ xíu. Đó, thấy chưa? Rồi. Thấy chưa con? Ghê. Thấy chưa? Nhỏ xíu. Thấy chưa? Bỏ chú chậu đi. Bỏ chú chậu. Rồi đó. Nhà con cái cặn đồng này nó không câu. Cái đó để cho đó. Để đó cho nó ăn cá. Cái được ăn cú. Cái được ăn cú rồi. Cá mập à? Ghê. Cá mập nặng quá. Nó có nước. Để nước ra. Đó nghe cái gì không? Có nước nè. Bỏ vô. Không bỏ vô. Cú mua rồi. Thôi cậu câu cá khác. Giờ con sẽ câu con cua. Con cua tao được ao bằng. Con cua nặng lắm á. Ấy con cua không tao được. À. Có câu được mà nó khó câu. Nó câu được mà. Con tắc tè tè. Đâu con rùa coi, bên cứu câu coi. Rùa, rùa câu tè rùa nặng mẹ kè. Lật con này lại câu con này còn đỡ hơn. Chứ con đó khó câu quá. Cái con nào mà nhỏ hơn là con đó khó câu nhất. Cuộc trời ơi. Cái con này nó bị gì rồi? Thôi thua rồi, thua cho Minh đi. Vô chưa?
Rồi thua, ai câu không được là thua nha. Chơi chiên, chơi chiên. Chơi câu không được. Để con câu lại cho. Rồi câu lại, câu nhanh nha. Để điếm đi, xong điếm. Điếm làm. Rồi nhanh rồi. Rồi chặt ơi. Không, cái này nè, nó bị che. Rồi giờ giật một cái không lên, giật một cái không lên là thua nha. Rồi con phải giật một cái là phải lên nha. Yeah. Rồi bỏ vô. Đó giật như em Minh vậy đó, giật một cái lên thôi. Còn giật không lên là thua. Yeah. Rồi rồi con giật một cái lên nha. Thua anh Tú thua nè. Con đâu thua đâu. Chưa anh Tú giật một cái giật thôi. Giật thôi nha. Giật mà nó rớt là thua gánh chịu nha. Rồi rồi con lên đi. Giật một cái thôi nha. Ba. Rồi Tú cái nào giật cũng lên không? Có cái chắc vậy á. Cho thua rồi. Ai thắng mà thua hả? Thử xe luôn. Ai thắng là thử xe gì? Xe. Nè, ai thua thì làm con mèo. Mèo. Rồi có chân gớt cua, có chân gớt cua rồi thấy chưa? Gớt cua rồi. Ai thua nữa rồi. Không chơi dịnh nha. Giờ không chơi dịnh luôn. Dịnh thôi mà thua. Thua dằn cút mèo á. Không chơi dịnh nha, giờ câu lên thôi không dịnh. Cái dịnh, cậy, để nó đừng dịnh. Vậy để lại cho cũ vậy thôi. Đó, ghê, nghe nha. Rồi. Đưa cho. Cái được ta đề, giờ cái đồ. Còn cái nhớ mà mát cái gì ta. Rồi, em chú nào 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ ăn chú sáng rồi. Mấy trắng rồi. Nhìn chỉnh luôn hả? Rồi chứ giật không lên nè, giật không lên thì thua đó nha. Con biết. Chứ con này thì nãy con thua. Rồi thua luôn rồi, thấy chưa? Rồi hang thôi. Câu qua con. Câu đi. Con mặc chuột. Mặc chuột đi. Mặc chuột là ngó nè. Yeah. Rồi thấy chưa? Em khen câu chuyện không? Rồi, anh Tú câu đi. Con không biết chắc thua luôn nữa nè, con có chắc. Lấy cây mặt kè. Con câu con gì vậy? Con có xấu. Mấy cây mạo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mạo. Ba con ngờ 10 mạo rồi. Kè, em trú câu có mặt rồi. Giật cái nào quả trái ngọt. Rồi, đổ nước đi. Nước rồi. Con có nước. Này nè, nước nhiều quá nè. Nè, con có nước. Ào hang câu. Cái này nước vô nhiều quá à. Yeah, ơi. Ghê, rồi. Những đứa không nè. Rồi bỏ vô đi. Mỗi người câu 2 lần. 1 lần thôi. Hai câu không được là thua. Rồi bỏ vô đi cho anh đối. Rồi. Rồi hai máy gì ta? Mạo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mạo. Chờ một chút. Rồi lên. Dung tay với Tốt. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi tới lượt con kìa, có câu không? Hả? Thôi. Bắt được không câu. 6. Đúng rồi, ghê ơi, rồi rút rồi, rút rồi. Rút rồi. Kìa lên rồi kìa. Rút rồi mà. Rút chưa? Không có gió nè, có gió. Rồi đưa cho Tú đi. Trên chị em ghê á. Ăn gian vậy. Rút. Gớt hả?
gớt rồi. Rồi rồi câu lại là trên gian. Ừ, trên gian. Rồi rồi rồi, trên gian là. Rồi cho Tú câu gớt một lần luôn. Rồi cho Tú câu gớt nha. Gió nè, gió nè. Lên rồi. Ơi thiệt, cái mập luôn nha. Cầm đi ô cô đội. Cầm đi để gớt con. Rồi con là đây. Ông cháu ở máy sao? Ông cháu ở máy vậy ta. Từ từ chút rồi đếm con. Xí chút đếm mà. Rồi. Mà chủ giọt hoài hả? Chứ dịnh mà. Không chơi dịnh. Yeah. Bỏ vô đi. Rồi đưa trên cần cần cho anh cứu đi. Rất bật luôn. Rất bật luôn. Tưởng con chủ hết xác khu rồi nè. Mà sao cá sấu không ngon hả? Cá sấu không được rồi thôi. Khỏi câu cá sấu đi. Không. Con cá rồi 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 câu ơi câu ơi. Hai hai người nhắc đến nó dễ câu hả? Ôi. Rồi nghe tay khu nữa nè. Bắt rồi. Giờ còn ba con này là khó nhất nha. Ôi thôi rồi xong vị. Thôi khó đó. Rồi khô rồi. Rồi tới con khoan câu đi. Con cá này. Con cá này dễ câu nè. Đó. Trời thua rồi. Thua rồi. Thua rồi. Con giật không lên rồi. Rồi thua rồi. Rồi. Tới anh Tú đi, con giật hai lần rồi. Con giật không có lên đâu. Đó thấy chưa. Trần gian à. Trần gian quá à. Khô rồi đó. Rồi. Câu gì lần đó là là trừ điểm. Ừ, trừ điểm là khô đó. Trừ điểm. Thôi được rồi, giờ điểm đi. Nhà thang điểm cho coi. 2 3 4 5 6 Thôi thang điểm này đi, thôi được rồi, ba con này thôi, hỏi câu đi con, mấy câu không được đâu, đưa cho anh Tú câu thử đi. Rồi con đếm của con coi nhiêu con rồi. Mà 10, 11, 12, 13. Rồi qua đếm của anh Tú coi mấy con. Yến ơi ông cháu Yến này. Con đếm đi. À, cô đếm cho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 con, rồi anh Tú thua rồi. Rồi, khen mấy con. Dạ, khen 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 khen. Câu kế ra, câu kế, câu kế. Câu kế, câu kế, câu kế. Rồi, anh Hang thắng. Tú thua. Rồi. Đến được là con ba con rùa này. Ừ, rồi con câu con rùa coi. Ủa, ủa cá. Con rùa nắm con không lên đâu. Hàng cá hàng 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 cá là săn quá à. Hàng cá là săn dương mà. Rồi, rồi. Hàng cá là săn dương. Ơi, không biết. Rồi thôi, bỏ vô ha, câu lại đi.